Anh đi ăn. Dạ. Ê, dạ, em chào chị. Anh, em thấy tâm trạng của chị không được tốt. Anh lên coi chị làm sao. Chú người đợi nhé. Anh nên hỏi xem có chuyện gì. Dạ. Em nghe có chuyện gì à? Nè, anh ăn nhậu đem ra ngoài nhậu không được hả? Sao đem về cái nhà này làm gì? Anh biết là em không thích bừa bộn mà. Em sao thế? Tâm nó nghe thấy bây giờ. Mà anh đã để cho em phải dọn dẹp bao giờ chưa? Vừa về nhà đã như vậy rồi, Tâm nó buồn đấy. Anh sợ Tâm buồn, anh không sợ em buồn hả? Thôi được rồi, anh không đôi co với em nữa. Lát Tâm về anh sẽ nói chuyện thêm với em sau. Khoan, anh nhìn nè. Anh làm cái gì mà anh rút hẳn 50 triệu là sao? Thì Tâm nó có việc gấp, anh cho nó mượn tạm. Trước khi chuyển cho nó, anh có nhắn tin cho em rồi. Nhưng mà em đã đồng ý chưa? Anh chưa có sự đồng ý của em á, thì tại sao anh cho người ta mượn 50 triệu như vậy hả? Anh em gì á mà cứ hễ gặp nhau là mượn tiền, gặp nhau là ăn nhậu vậy? Anh Sơn ơi, gia đình em có chuyện gấp, em xin phép về trước nha anh. Ơ kìa Tâm, đã ăn gì đâu? Ăn bát cơm với anh chị đã xong hãy về. Dạ, em cũng muốn lắm, nhưng mà thôi để bữa khác đi, em đang có chuyện gấp. Chào anh. Đấy, em thấy không? Em ngày càng quá đáng. Tâm nó buồn nó bỏ về đấy. Hả dạ em chưa? Nè, anh đi đâu vậy? Mai mới đi công tác mà. Lịch là mai, nhưng tối nay anh nghỉ luôn trên công ty, cho em khỏi phiền lòng. Nè, nè. Alo, ủa, anh nói anh đi công tác 3 ngày về, sao nay còn chưa về nữa? À, lịch lúc đầu của anh là 3 ngày đi công tác, nhưng đến hôm nay dự án có phát sinh vài vấn đề, cho nên anh ở lại để giải quyết. Trời ơi, tranh thủ về với em đi. Ờ, mà anh ơi, không biết sao ấy, dạo này em cứ thấy trong người cứ mệt mệt sao á. Người em sao? Em... Người em sao? Alo? 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 Em sao vậy? Alo? Anh cảm ơn Tâm nhá. Chú không sang kịp thời ấy, không biết chị chú sẽ như thế nào. Mình là anh em với nhau mà, cảm ơn gì anh? Mới nãy anh điện rồi cái em lật đật em chạy qua mang được có một chiếc à. Tâm, chị xin lỗi em nhiều lắm. Không nhờ có em á, chị không biết chị sẽ sao nữa. Chú Tâm thông cảm nhé, chị em phụ nữ đôi khi vẫn như vậy đó. Dạ em hiểu mà anh chị, đằng nào á chắc chị cũng có cái lý riêng của chị. Thôi chị cũng ổn rồi đấy, để chị được yên tĩnh, anh em mình ra ngoài nói chuyện. Em chào chị. Anh, nhưng mà còn chuyện 50 triệu đó. À, anh đã nhờ cậu em trên công ty ấy chuyển cho Tâm vay tạm 50 triệu khi hôm mà anh em mình cãi nhau rồi. Thằng đâu đỡ chinh đi đã biết thiên khai cầu kỳ đi hay là